Câu hỏi này là câu hỏi đã theo em rất nhiều năm mà em không dám hỏi ai. Hôm nay em sẽ hỏi anh và hỏi tất cả các khán giả ở đây luôn. Theo anh thì trong đời sống có luôn cần phải có những đau khổ và có những khó khăn thì mình mới trưởng thành không ạ? Có luôn luôn là phải như vậy không ạ? Lời đầu tiên cho thân xin chào tất cả quý vị của bạn. Và cái câu hỏi đó thấy rất là thử thách. Anh sẽ trả lời như thế này. Anh nghĩ trong cuộc đời nó phải có trái, nó có phải, nó phải có đau, nó phải có vui. Mà khi mình không có trải qua những cái khó khăn thì những lúc vui cách nào mình thật sự trân trọng những lúc đó nghe. Đúng không? Nghĩ một cái cuộc sống của một nghệ sĩ, vì mình có những trái tim cởi mở, mình phải cảm hết được cả cái tất cả những cảm xúc của con người phải cảm nhận. Và dù nó khó đến lúc nào, đến khó như thế nào thì mình cũng phải chấp nhận nó. Và qua những khó khăn đó, anh tin nó sẽ tạo ra những cái thử thách cho mình. Và cái sự khác biệt của một người thành công một chút xíu, một người thành công lớn, là cái cách mà mình sẽ đứng dậy, mình sẽ đi những cái bước tiếp theo như thế nào khi nó khó khăn và khi nó có những cái thử thách. Anh tin là như vậy. Em xin cảm ơn anh Thanh. Và em biết rằng là quý vị khán giả chắc chắn cũng sẽ có cảm nhận giống như anh Thanh. Và chắc chắn là em sẽ không phải học hỏi nhiều hơn nữa. Và em vẫn biết rằng là em biết có khó khăn, có đau khổ thì chúng ta mới trưởng thành. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn một cách nữa để trưởng thành bằng lòng tốt, bằng sự yêu thương. Tình yêu thương em. Dạ vâng ạ. Và em sẽ đi tìm anh nhé. Tình yêu thương em. Và ngay bây giờ em sẽ đi tìm được không anh? Chắc chắn là sẽ có đúng không ạ? Em sẽ tìm được thôi em. Anh tin là mình phải yêu thương bản thân mình trước. Đúng không các anh chị em có mặt ngày hôm nay đúng không? Dạ đúng rồi. Love you. Yêu thương những khuyết điểm của mình đúng không em? Up round em. Một lần nữa xin được cảm ơn anh Thanh Mùi và xin một tràng pháo tay cho anh Thanh Mùi.